Anh em ơi, đằng sau của mình đây là một chiếc SH 125 phiên bản CBS anh em ạ. Chính xác hơn thì nó là một chiếc màn hình Samsung với mức giá của một chiếc SH như thế. Và thực ra thì bây giờ cũng là khoảng tầm cuối năm 2022 rồi. Nhưng mà mình cảm thấy rằng chiếc màn hình này đang khuấy đảo thị trường màn hình lên, khiến cho nhiều hãng khác cảm thấy ghen tị. Đây là một chiếc màn hình có nhiều thứ nhất, một chiếc màn hình có nhiều thứ đầu tiên. Và hãy cùng xem liệu rằng nó có xứng đáng với mức tiền mà nó đưa ra không nhá. Rồi. Thì đằng sau đây là chiếc màn hình Samsung Arc. Đấy, đây là một chiếc màn hình gaming cong to 55 inch với độ phân giải là 4K, tần số quét là 165Hz. Thực sự với những con số như thế thì mình cảm thấy rằng là nó quá là kinh khủng luôn. Đây có thể nói là một chiếc màn hình đầu tiên với những mức cấu hình như thế, với một cái form factor như này. Ngoài ra ta sẽ còn có delay 1mm, AMD FreeSync Premium Pro các kiểu, các điều luôn. Nói chung là chiếc màn hình này nhá, nó sẽ không hề có một thứ gì khiến anh em cảm thấy không hài lòng cả. Bởi vì mọi thứ của nó đều nằm ở trên top đầu rồi. Bởi vì mức giá của nó cũng ở top đầu mà, rơi vào khoảng tầm 73 triệu tới 74 triệu gì đấy. Và với mức giá đấy thì chúng ta sẽ được một cái màn hình siêu to khổng lồ như này. Thì để đỡ nó nhá, mình cảm thấy rằng là đây là một chiếc gọi là trải nghiệm rạp chiếu phim cá nhân của anh em, phải không? Tại vì nó rất là to, nó rất là lớn, nó bao phủ gần như hoàn toàn cái góc nhìn của anh, tầm nhìn của anh em luôn. Và để đỡ được nó nhá, thì khi mà mình lắp đặt này cực kỳ là khó khăn luôn. Bởi vì cái màn nó nặng là 21 cân, còn cái chân là 20 cân anh em ạ, cực kỳ là nặng nề. Thế nên là nếu mà anh em muốn lắp đặt trên màn hình này thì hãy gọi một người bạn hoặc hai người bạn đi nhá. Và đặc biệt là hãy cẩn thận, giữ nó một cách cẩn thận nhá, và bê nó, cài nó một cách đảm bảo nhất, chứ không thì đến lúc bay màu mất luôn cả cái màn hình đấy. Nhưng mà tại sao là anh em lại mua một chiếc màn hình nó đắt như này nhỉ? Nó làm được cái gì? Nó sẽ đạt được những cái gì? Cơ bản là nó làm được tất anh em ạ. Nếu mà anh em nhìn nhá, ở đằng sau của nó sẽ không có một cái cổng kết nối bình thường như các màn hình khác đâu. Nó sẽ có hai chỗ thôi. Một chỗ là cắm một cái dây, gọi là một cái dây, đúng một cái dây đơn ấy, để nối vào một cái cổng One Connect của Samsung. Và từ đấy anh em có thể kết nối với tất cả mọi thứ mà anh em muốn. Có tổng cộng là 4 đầu HDMI này, tất cả đều là 2.1 này. Và còn có cả một đầu ARC nữa để giúp anh em với những cái hệ thống loa xịn sò combo. Đó. Còn nếu mà không thì anh em vẫn có thể kết nối những cái thiết bị ngoại vi USB các thứ kiểu. Tại vì cái hộp đấy cực kỳ là to, cực kỳ là khổng lồ. Bởi vì đơn giản là nó gần như giống một cái TV anh em ạ. Anh em nhìn nhá, cái điều đầu tiên khiến cho nó giống một cái TV này, đó chính là chiếc điều khiển. Thì đi kèm với cả chiếc máy, chiếc màn hình này, chúng ta sẽ được một chiếc điều hình nhỏ nhỏ đây. Điều khiển nhỏ nhỏ, có tất cả các nút, các thứ kiểu đây. Cái này thì không nói làm gì rồi. Nhưng cái mà mình muốn anh em quan tâm ấy là cái này đây. Đây, đây là một thứ khá lạ và khá là hay. Đây là cái Arc Dial đây, là tức là một cái núm xoay anh em ạ. Với cái này thì thay vì anh em phải vươn ra đằng sau màn hình này để anh em kiểu tùy chỉnh, tùy biến đâu, thì tất cả các setting đã nằm trên bàn tay của anh em rồi. Đấy, cái này nhá, anh em dù có ngồi ở giường, ngồi ở bàn, ngồi ở ghế, ngồi ở trong vệ sinh đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm, bởi vì anh em có thể setting mọi thứ ở trên chiếc này và nó kết nối bằng Bluetooth. Đồng thời ở trên đây này, cả hai cái nhá đều có các giải này để giúp anh em có thể sạc nó bằng năng lượng mặt trời. Còn nếu không thì anh em vẫn có thể cắm USB Type-C vào, không vấn đề gì cả. Thực sự mình cảm thấy rằng có cái sự xuất hiện của cái này ấy, khiến cho mình cảm thấy như là cái trải nghiệm sử dụng của chiếc màn hình này nó thoải mái hơn, nó thích thú hơn. Và đặc biệt là một tester như mình nhá, thì khi mà mình tùy chỉnh các thông số ấy, thực sự là thích luôn khi mà với cái này. Còn khi mà mình dừng dùng đúng không, dừng nghịch ngợm các thứ kiểu và mình chỉ dùng cơ bản thôi, thì mình cảm thấy rằng thực sự cực kỳ là tuyệt vời. Mình còn chưa chơi game nhá, cái chiếc màn này nhá rất là to, mình nhắc lại là cực kỳ là to. Thế nên là dù anh em xem bất kỳ content nào, làm bất kỳ việc nào, những cái ứng dụng gọi là apply được 4K để ở scaling khoảng tầm 120, 150, 150 các kiểu thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đồng thời do là 4K nên là mọi thứ nhìn trông cực kỳ là nét, đặc biệt là với kể cả xem phim hoặc là mình kiểu trải nghiệm các content cơ bản thôi, xem YouTube cũng cảm thấy cực kỳ là thích. Nếu mà xem YouTube 4K ấy, rất là mê luôn anh em ạ. Nhưng mà thực sự nhá, có một cái điều nữa mà mình cảm thấy nó thêm phần trải nghiệm trên chiếc màn hình này ấy, đó chính là cái lớp phủ của nó. Thì anh em biết ấy, nhiều chiếc màn hình nó bị phủ theo kiểu là phủ bóng. Thế nên là ví dụ như này, mình có một cái đèn studio này, chiếu phát vào đây này, coi như là không nhìn thấy gì luôn, chỉ nhìn thấy một bóng đèn thôi. Trên này sẽ là một cái lớp phủ chống lóa để giúp anh em sẽ không bị ảnh hưởng quá là nhiều bởi cái ánh sáng bên ngoài. Đấy, và anh em có thể tận hưởng những content ở mức to màu nhất. Nhưng một cái điều ấy khiến cho chiếc màn hình này trở thành một cái rạp chiếu phim mini, rạp chiếu phim cá nhân, một chiếc màn hình gọi là siêu to khổng lồ nhưng dùng không hề bị khó chịu, đó chính là cái độ cong 1000R của nó anh em nhé. Anh em phải biết rằng là này, nếu mà anh em có một chiếc màn hình cong đấy 1000R, tức là nếu mà cái màn này mà xếp thành một cái hình tròn ấy thì sẽ là một cái hình tròn với bán kính là 1000mm hoặc là 1m anh em nhé. Với cái điều đó ấy,
thì trôi ghê chứ mà này. Mình thực sự là quá là thích luôn. Trên này đây là quan trầm mini LED. Cái này nó sẽ có tổng cộng là 1056 local dimming zone và một tấm nền 14 bit. Anh em phải hiểu, những nhiều local dimming zone như thế để khiến cho cái vùng tối thật là tối, vùng sáng cực là sáng. Và cái công nghệ 14 bit thì anh em phải biết là công nghệ quantum matrix của 2021 của Samsung ấy thì là 12 bit, thì công nghệ của 2022 là 14 bit, tức là bằng 4 lần so với cả 12 bit. Cái black level từ 4096 thành 16384 luôn, khá là đẳng cấp. Thế thì anh em xem phim, chơi game, các thứ kiểu nhìn trên này, màu sắc nó cứ nhảy vào mặt mình ấy. Những thứ kiểu nó sáng, nó HD đồ, nó nhảy vào mặt mình ấy. Nhìn trông đẹp đến dương vô cùng. Một điều nữa thêm cái trải nghiệm cho chiếc màn hình ấy, đó chính là cái bộ loa. Bởi vì khi anh em mua cái màn hình nhá, anh em dùng màn hình nhá, dạp chiếu phim mini nhá, là sẽ có tổng cộng là 4 loa bên trên. Đấy, đây là công nghệ sound dome của Samsung. Sẽ có 4 loa ở 4 góc này. Và sẽ có 2 loa trầm đến tận là 45Hz để bắn xuống đây và tạo ra những âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Khi mà mình trải nghiệm thì mức âm thanh rất là to, bay rất là đầm. Và thực sự nhá, mình dùng nhá, anh em trong phòng bảo cái này thì cần gì phải mua loa ngoài nữa, đúng không? Bởi vì anh em tưởng tượng này, nếu mà anh em mua một cái soundbar cơ bản để ở dưới này nhá, thì nếu mà loại soundbar lại dởm thôi thì sẽ là 2 loa bắn ra đằng trước vào mặt anh em này. Còn nếu mà soundbar lại xịn hơn một chút thì sẽ là 4 loa là trên và đằng hai kia bên trên và đằng trước này để phả vào anh em. Nhưng cái này tổng cộng là 6 loa, khiến cho anh em cảm thấy nói chung là không thể nào mà sánh nổi, đúng không? Thì chiếc màn hình này có một cái tính năng, đó chính là đây. Đây anh em, mình cho anh em xem. Rồi. Đấy, sẽ có một cái tính năng có tên là Flex Smooth Screen. Mình có thể cho nó nhỏ xuống. Đấy, cho nó nhỏ thành một chiếc màn hình 24 inch thôi, hoặc kích cỡ nào anh em muốn được. 24, 27, các thứ kiểu. Đấy. Và anh em có thể để sang góc, đồng thời kết hợp với cả tất cả những cái khác, tức là anh em sẽ có tổng cộng là 4 khu vực để anh em có thể tùy chỉnh này, 4 khu vực đấy để anh em có thể đa nhiệm một cách thoải mái luôn. Vậy là tức là anh em có thể vừa chơi game, vừa đọc báo mà lại còn update những thông tin mới nhất, best mới nhất về gọi là World Cup Qatar. Đấy, hợp lý luôn. Rồi, thế nhưng cái điều mà khiến cho em màn hình này nhá là em màn hình xịn sò nhất trong tất cả các em màn hình, đó chính là cái tính năng Cockpit Mode. Tức là đây là một cái tính năng thực sự là có thật nhá. Tại vì anh em có thể nâng màn hình lên và xoay dọc ra để tạo thành 3 màn hình 27 inch nằm dọc như này này. Đấy, và để cho anh em có thể đa nhiệm một cách thoải mái luôn. Tức là anh em giữ như màn top anh em nghe nhạc, màn giữa anh em xem web, màn dưới anh em chơi game, và tất cả vẫn là 165Hz để đạt được trải nghiệm mượt mà nhất. Một cái điểm trừ của cái chế độ cockpit này thôi, và tất cả cái chế độ đa nhiệm đấy thì mình cảm thấy rằng cái này Samsung mình nghĩ rằng là có thể thay đổi bằng phần mềm nhá. Đó chính là nhận được 2 tín hiệu HDMI. Bởi vì khi mà mình dùng cockpit mode này hay là cái chế độ đa nhiệm ấy thì mình chỉ dùng được đúng một tín hiệu HDMI thôi. Tức là 4 cái màn hình này nhá, mình có thể ok xem YouTube bằng màn hình này, YouTube của cái màn hình nhá, xem một cái đó chính là cái chiếu lên này, và một cái nữa đó chính là cái hệ điều hành của Samsung mà anh em cắm điện thoại đấy, và một cái HDMI TV bên này. Thế thôi, còn đâu thì không có gì cả. Đấy, và một điều nữa mình cảm thấy điểm trừ, nhưng mà đấy là do người dùng thôi. Đây, khi mà để dọc ấy, đây sẽ là một chiếc màn hình siêu xịn để anh em lướt TikTok. Đấy, thế nên là anh em có thể tốn cả tỷ giờ, cả tỷ phút trên chiếc máy này và gần như là không làm được cái việc gì cả. Đó. Thế, nhưng mà vậy, với mức giá là 75 triệu, anh em có thể nói là ok, vợ à, mình đang mua ở đây là 3 chiếc màn hình 27 inch để dọc mà. Đấy, thế nên là 77 mấy triệu cũng ok. Nhưng mà đa số các bà vợ sẽ không đồng ý thôi. Cái thứ mà các bà vợ sẽ đồng ý đó chính là một chiếc màn hình rẻ hơn, ok hơn, có một mức giá rẻ hơn nhưng vẫn đem lại những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Đó chính là chiếc Odyssey G3 anh em ạ. Ok, thì đây là chiếc mà mình nghĩ rằng đa số các bà vợ sẽ chấp nhận. Bởi vì đây là chiếc Odyssey G3 anh em nhá, chỉ là G3 thôi. Và mức giá của nó thì bằng 1/20 với con này. Đấy, 1/20 thôi. Thì Odyssey, dòng lineup của họ có khá là nhiều thứ. Có G9 này, G8 này. Hình như có G8 không? Ồ, có G8 anh em ạ. Có G9, G8, G7, G6, G5, G4, G3. Đấy, và đây thì là mẫu G3 mới nhất của họ. Đuôi, anh em nhớ nhá, đuôi của nó là đuôi G3A anh em nhá. Nhớ. Đấy, thì em màn này là một em màn mức giá rẻ, một dòng entry của gaming nhưng vẫn đem lại được những thứ rất tuyệt vời để khiến cho nó thành một option mà khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ hấp dẫn luôn. Đầu tiên, mức giá của nó thì rơi khoảng tầm chỉ có 4 triệu thôi. Với mức giá 4 triệu đấy, chúng ta sẽ phải hy sinh một vài thứ. Thứ nhất nhá, chúng ta sẽ có những size như sau. Chúng ta sẽ có size 24 này, 27 và 32 inch. Nhưng tất cả thì đều là
Full HD tùy anh em nhá, không có 2K 2 cùng gì cả. Đấy, tần số quét thì vẫn được giữ là 165 MHz eFM này, thế nên là đảm bảo rất là mờ mà luôn. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ còn có một cái sự hy sinh, đó chính là hy sinh về tấm nền. Em này chỉ là tấm nền VA thường thôi và sẽ là một em tấm nền VA có đèn LED HLED đây, tức là nó phủ sáng từ các góc vào trong cái màn hình này. Thế, thế nên là nó sẽ không thể nào mà bằng tấm nền quantum mini LED được, đúng không? Thế, nhưng mình cảm thấy rằng tuy rằng là có những điểm trừ như thế, tuy rằng có những điểm yếu như thế, nhưng với tầm giá dưới 5 triệu thì Samsung đã cho chúng ta rất là nhiều các gọi là các tính năng, các chức năng, các gọi là cấu hình để khiến cho chiếc màn hình này trở thành chiếc màn hình dưới 5 triệu với hoàn hảo luôn. Thứ nhất phải nói về thiết kế, em này tuy rằng là một chiếc màn hình giá rẻ nhưng vẫn giữ được nguyên cái chất của Odyssey. Đấy, tức là những cái đường gọi là đường viền này, đường cắt cạnh này, những cái phần gọi là chân đế này, các thứ kiểu logo Samsung, logo Odyssey vẫn đầy đủ luôn, không thiếu một thứ gì cả. Và chúng ta sẽ vẫn có đó chính là núm anh em nhá, núm nhá. Anh có thể chỉnh đúng thoải mái luôn, chọn các setting không vấn đề gì cả. Tại vì nhiều chiếc màn hình giá rẻ đúng không, họ sẽ hy sinh, tức là họ sẽ không cho mình cái núm này mà họ bắt mình phải bấm nút này và phải cực kỳ là ghét cái núm này luôn. Đấy, vậy là việc Samsung họ làm điều này thì mình rất là tuyệt vời luôn. Thứ hai là về phần chân đế thì em chân đế này đúng không, chúng ta có thể vẫn có thể lên xuống này, vẫn có thể ngửa cụp này và vẫn có thể xoay dọc nữa, nhưng mà xoay dọc một chiều thôi. Với tầm giá này thì mình cảm thấy rằng cái việc mà được phép xoay nhiều như này, được có nhiều option chỉnh như này sẽ giúp cho anh em có thể thoải mái mà tùy chỉnh dựa theo góc nhìn của anh em, dựa theo cái option lựa chọn nhìn của anh em. Đấy, và cho chúng ta gọi là những cái quan trọng như thế đúng không? Một nhà sản xuất họ cho chúng ta những lựa chọn để chúng ta có thể dùng được và làm được, làm việc được. Đấy, làm việc được mọi góc độ, chơi game được mọi góc độ. Đấy là điều mà mình rất là thích trên chiếc màn hình này. Và điểm thứ ba mà mình thích ở trên chiếc màn hình này đó chính là cái tần số quét của nó. Thì trong tầm giá này thì ngoài chiếc màn hình này ra có mỗi một chiếc màn hình nữa là có 165 Hz thôi. Nhưng mà chiếc màn hình này cũng xịn xịn hơn khá đấy. Nó sẽ mượt hơn rất là nhiều so với cả 60 Hz. Nó sẽ mượt hơn rất là nhiều so với 75 Hz, 90 Hz, 120 Hz. Đấy, mình đảm bảo luôn, khi mà mình chơi nhá, mình sẽ cảm thấy độ mượt mà hơn rất là nhiều trên chiếc màn hình này. Đồng thời, một điểm nữa nhá, khi mà anh em chơi, ví dụ như là những tựa game, không nói, ví dụ như những tựa game như CSGO, Valorant hay là Apex đi, thì nó cực kỳ là mượt mà nhá. Đánh lên điện thoại, ra trưởng các kiểu cũng cực kỳ là mượt mà luôn. Nhưng quan trọng nữa là khi anh em chơi game AAA thì sao? Khi anh em chơi AAA, nếu mà anh em không đạt được mức 165 Hz sẽ bị một hiện tượng, đó chính là hiện tượng xe hình. Nhưng chiếc màn hình này sẽ không bao giờ bị như thế, bởi vì đơn giản trên chiếc màn hình này nhá, chúng ta sẽ có AMD FreeSync Premium và sẽ giúp cho cái tần số quét của chiếc màn hình có thể sync được với cả cái FPS của tựa game và khiến cho những cái gọi là những cái frame không bao giờ bị xe hình nữa, và trải nghiệm chơi game, trải nghiệm gọi là sử dụng của anh em cực kỳ là mượt mà với mức delay thấp nhất luôn. Điều đó đã khiến chiếc màn hình này đây trở thành một đối thủ nặng ký, bởi vì nó có Full HD, 165 Hz, 1mm và cả AMD FreeSync Premium nữa. Nói chung, một chiếc màn hình tầm thấp như này mình cảm thấy rằng cũng rất là hợp lý, bởi vì đa số anh em chỉ dùng có, làm gì có anh em nào dùng 4090 với cả 3090 nhiều đâu đúng không? Đa số anh em chỉ dùng có 1660 hoặc là 2060 thôi, và anh em chơi những tựa game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại này, CS:GO này, Valorant này, Apex này, God of War này, hay là nhiều tựa game linh tinh nữa. Đấy, và anh em quan trọng đó chính là một cần một chiếc màn hình giá rẻ, mượt mà và êm dịu. Điều đó đã khiến cho chiếc Odyssey G3 này trở thành một đối thủ nặng ký, bởi vì nó có Full HD, 165 Hz, 1mm delay và AMD FreeSync Premium nữa, cùng với cả rất nhiều các lựa chọn về kích cỡ. Điều quan trọng nữa ấy, đó chính là nếu mà anh em mua một chiếc màn hình rẻ như này, anh em sẽ lo sợ về đó chính là bảo hành, với bảo hành độ rằng là ui dồi ôi, rẻ như này làm gì người ta bảo hành cho mình thôi đúng không? Nhưng không nhá, Samsung chế độ mãi rất là tốt. Anh em chỉ cần gọi cho Samsung thôi và anh em có thể đem chiếc màn hình này đến bất kỳ nơi nào hoặc là bất kỳ các cơ sở bảo hành nào của Samsung thoải mái, kể cả anh em ở tỉnh nhá cũng có nhá, bởi vì tầm bao phủ của Samsung rất là rộng. Còn với cái chiếc màn hình đằng sau này của mình đây thì thực sự nó là một chiếc màn hình rất là VIP, rất là pro, rất là xịn, rất là đẳng cấp, thì những em nào có tiền có thể mua, bởi vì nó sẽ là một trong những chiếc màn hình đầu tiên có rất là nhiều cái nhất, có rất là nhiều cái đầu tiên mà khiến cho anh em có thể thoải mái sử dụng mà có thể sử dụng lâu dài nữa cơ. Bởi vì đây em này là quantum mini LED mà nó không phải là OLED, thế nên là anh có thể sử dụng thoải mái nhiều năm nữa, 5 năm, 10 năm nữa vẫn thoải mái luôn. Và đặc biệt là những cái tính năng future proof của cái này, đó chính là HDMI 2.1 nữa, nên là sau anh em có input 8K vào cũng thoải mái luôn, downscale xuống 4K lại còn đẹp hơn nữa chứ. Đấy, rồi nếu mà anh em hứng thú với cái hai sản phẩm đấy thì mình sẽ để đường link dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em thấy video này đem nhiều thông tin cho anh em và cũng hay tí thì anh em bấm like và subscribe nhé. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và anh em tạm biệt video sau nhé.